Mến chào tất cả các cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần cuối cùng của các cái từ vựng quát miên là trong 130 từ vựng của tôi ha. Và hôm nay chúng ta sẽ là từ thứ 101 đến 100 thứ 30. Dĩ nhiên trong danh sách 130 từ đó thì cái này đó là là ít bị hỏi nhất. Tuy nhiên đó người ta cũng sẽ hỏi ngẫu nhiên cho nên là nếu có thời gian thì à, các anh chị và các bạn cố gắng nghiên cứu các từ này luôn nha. Mình à, nghiên cứu thì mình giỏi tiếng Anh hơn thôi và mình biết hết những cái nó thuộc về à, cái mục thi quốc tịch và trong đời sống hàng ngày đó mình cũng gặp những cái từ này nữa. Ha. Cho nên là cố gắng 130 từ thôi. Cho nên chúng ta cố gắng học cho hết. Rồi ở đây chúng ta có từ đầu tiên ha, mình nghe từ đầu tiên. Probation 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 nghĩa của nó là a time someone gets out of prison early but is required to report to the police regularly. Ừ, nó là sự tạm tha, tạm tha có nghĩa là uh, trong quá trình đó là gọi là cái thời gian thử thách đó. Thì cái thời gian tạm tha và thời gian thử thách đó, đó là uh, một cái người được ra khỏi uh, tù, không còn ở tù nữa nhưng mà sẽ có theo dõi có theo dõi có nghĩa là à, mình phải uh, report mình phải báo cáo cho cái um, cái uh, police officer nào mà theo dõi mình đó một cách thường xuyên yeah, là sự tạm tha probation 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 a time là cái khoảng thời gian thời gian thử thách đó ha a time someone gets out of prison early gets out gets out of prison 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 early gets out of gets out of gets out of prison early là được ra tù sớm but is required but is is required là nhưng mà bị yêu cầu nhưng mà bị yêu cầu ha but is required động từ to be cộng với động từ required ở cột thứ ba là bị bị là bị động đó ha is required to report là phải báo cáo to the police regularly to the police to the police báo cáo cho cảnh sát regularly là một cách thường xuyên ha a time someone gets out of prison early gets out gets out of prison prison early but is required but is required required có âm đờ required to report chậm rãi thôi. You report to the police. To the the police, 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 police. Regularly, regularly là probation, probation, probation. Controlled substances. Legal drugs that can be bought with a prescription but with restrictions. Ừ. Nó là các chất được kiểm soát, các chất chất là substance là một cái chất á, một cái chất mình ăn mình uống mình đưa vào người đó ha hay là một chất để trong chất hóa học đó là một cái substance substance mà ở đây là số nhiều đọc là substances substances ses substances. substances substances là controlled control động từ control là kiểm soát nhưng mà có ED vào là các cái chất bị kiểm soát ha, được kiểm soát controlled 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 substances cứ tách ra từng âm như vậy controlled substances controlled substances mình nghe control và substances là mình biết là các chất bị kiểm soát rồi legal drugs legal drugs âm dr tới âm a dr 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 a dr dr tới âm g drug drug g g mà không nói drugs drugs legal drugs that can be that can be bought là những cái chất hợp pháp tại vì cái này kiểm soát thôi chứ không phải là cấm ha là những cái chất những cái loại thuốc hợp pháp ha loại thuốc hoặc là cái loại chất hợp pháp ha loại thuốc hợp pháp that can be bought có thể được mua có thể được mua có nghĩa là mình có thể mua được nha with a prescription With a prescription, prescription là có cái toa được kê bởi bác sĩ, có nghĩa là loại thuốc có thể được mua uh, với cái toa thuốc hay là mua theo toa. Loại thuốc có thể uh, một cái loại thuốc hợp pháp có thể được mua theo toa, theo toa nha. Với số lượng có hạn, với số lượng có hạn. With with restrictions, with restrictions restriction, 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 Restrict. Strict. restriction, restrictions, with restrictions, ha. có s có nghĩa là với với cái hạn chế, hạn chế có nghĩa là với số lượng có hạn, có nghĩa là cái toa quy định thế nào thì mình phải mua theo như thế đó, ha, là gọi là controlled substances, controlled substances legal drugs that can be bought can be bought with a prescription 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 but but uh with restrictions but with restrictions nha yeah, với số nhưng với số lượng có hạn có thể mua theo toa à, mua theo toa nhưng với số lượng có hạn procure pro procure To find someone for sex ừ. Pro, Procure cure. Nhớ âm ờ nha Procure procure Tại người ta đọc người ta sẽ có âm ờ đó cure, procure, procure Là với cái nghĩa là mua dâm Đối với những cái người mà à, Đàn ông đó các bạn ha Là đi tìm để gặp những cái uh, uh, Cô gái hay là những cái người Mà hành nghề theo kiểu đó đó Là to find someone for sex Là đi mua dâm To find someone for sex find someone for sex là procure pro pro procure procure dependent a person who is relying on another person financially mm là người phụ thuộc trong nhà mình có bao nhiêu người phụ thuộc ví dụ như con nhỏ chẳng hạn là dependent de depend pa 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 pen dependent 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 là a person who is relying là một cái người đang lệ thuộc to rely on somebody là lệ thuộc vào ai đó a person who is relying on là đang lệ thuộc vào another person một người đang lệ thuộc vào một người khác mà lệ thuộc cái gì financially financially là lệ thuộc về tài chính một người đang lệ thuộc tài chính vào một người khác đang nói đến con nhỏ hay là đại loại như thế à, là dependent dependent a person who is relying on another person another person financially financially về mặt tài chính admission into the U.S. the right to enter the U.S. admission admission into the U.S. Admission into the US à, là cái quyền nhập cảnh vào Hoa Kỳ Quyền nhập cảnh vào Hoa Kỳ Ý ở đây có thể là một cái visa nhập cảnh vào Hoa Kỳ đó các bạn Admission into the US là the right to enter the US Admission à, là the right to enter the US Into the US The right to enter the US Là quyền nhập cảnh vào Hoa Kỳ à, Mình có được cấp visa hay không? Admission, admission into the U.S. Deportation proceedings, process to removing a person. Mm, là bị trục xuất đây. Deportation, deport, 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 deportation, deport, 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 deport deportation, deportation, deportation proceeding. proceed, proceed, proceedings, proceedings là những cái thủ tục để trục xuất, thủ tục để trục xuất một người ra khỏi một quốc gia. Deportation proceeding, pro, proceedings, proceedings, deportation proceedings là process, là một cái quy trình, process, process to removing, removing a person, Removing a person Là cái quy trình để làm cái gì đó Là process to doing something À là quy trình để làm gì đó mà Là to removing a person Một cái quy trình để trục xuất một người ừ. Trục xuất remove Cũng có nghĩa là trục xuất đó các bạn À là deportation proceedings Give up To quit Give up là bỏ cuộc To give up Give up đồng nghĩa với lại to quit. Nếu người ta hỏi mình quit có nghĩa là gì thì mình nói nó là give up. Ah, à, give up, quit, to quit. Country of nationality. The country where you are currently a citizen or national. Ừ. Người ta hỏi thay vì là what's your what's your nationality thì mình đã hỏi country of nationality nation nationality 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 nationality, nationality là quốc gia bạn đang mang quốc tịch yeah, là cái quốc gia bạn đang mang quốc tịch khi bạn chưa có quốc tịch Mỹ thì người ta hỏi hiện thời mình đang có quốc tịch gì country country of nationality nationality the country where you are where you are a citizen where you are a citizen mà thêm cái trạng từ currently là hiện thời. Cái quốc gia nơi mà bạn là một công dân là hiện thời nơi bạn hiện thời là một công dân. A national or national 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 hay là đang có quốc tịch. Quốc gia nơi bạn đang là công dân hoặc là có quốc tịch. The country the country where you are currently A citizen, a citizen, or national, national, la country of nationality, country of nationality, 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 Fail, not to pass. Fail là thất bại. Fail âm a giữa a fail 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 là thất bại. Not to pass, đơn giản vậy thôi, not to pass, not to pass là không đậu, ở đây là rớt hay thất bại, có nghĩa là không đậu hoặc là không có vượt qua được ha. Not to pass, not to pass, fail National origin Where you're originally from mm là cái này á national origin origin ori, origin national national origin là cái nguồn gốc của bạn là nơi cái nơi gốc bạn đến từ đâu á có thể bây giờ ví dụ như là à, ví dụ như một người đi một người mà đến cái nơi mình đang ở à, thì cái người đó đó cái người đó đó là hiện thời đang mang quốc tịch mỹ đi ví dụ đang mang quốc tịch Mỹ nha nhưng mà mình muốn xác định là cái mình mình thấy họ không phải người Mỹ mặc dù họ mang quốc tịch Mỹ nhưng mà không phải người Mỹ thì mình hỏi là where are you from đúng không thì họ nói họ đến từ Mỹ nhưng mình thêm cái trạng từ where are you originally originally from là bạn cái nơi gốc của bạn là ở đâu thì lúc đó có thể họ trả lời là I I'm originally from Japan là à tôi thực sự đến từ Nhật có nghĩa là nguồn gốc của tôi là từ Nhật originally ha yeah, là nguồn gốc từ đâu thì đây là national origin national origin cái origin là nguồn gốc mà nguồn gốc cái này đó nguồn gốc uh, uh, nơi mà cái quốc gia gốc của mình đó các bạn national origin origin national origin là where you are originally from là cái nơi mà gốc mà mình xuất phát từ đó có nghĩa là nơi mà mình được sinh ra lớn lên, ha các bạn ha. Nói sinh ra lớn lên thì không đúng, đó là quê cha đất tổ của mình ngày xưa đó các bạn. Where are, Where you are originally from? Hmm. đó là national origin, national national origin, nguồn gốc. Threaten to warn to hurt someone. Hmm. Threaten Threaten là đe dọa ha. Threat Thread, à, nó cũng dễ thôi các bạn. À, mình nói chữ red nè, r-e-t-nè, red, 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 red. Nhưng mà trước đó, đó lưỡi đặt giữa hai răng ngậm khít lại, đúng không? Rồi mình đang ngậm răng như vậy đó, mình lấy một cái luồng hơi, mình kéo về lấy cái luồng hơi mình phì ra, <laughs> là phì hơi đó không làm gì cả, ngậm khít lưỡi phì hơi ra thôi. Rồi mình kéo về mình nói chữ red, Fred, Thread Thread Bread Threat, threat, cứ như vậy nó tự nhiên nó mang cái âm tờ này theo chứ gì đâu, không cần phải đổi thành cái kiểu phát âm nào khác. Threat, 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 cứ ngậm khít lưỡi giữa hai răng rút về nói chữ R là nó ra. Threat, 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 threat. Rồi tiếp theo, threaten, 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 threaten là đe dọa. Đe dọa có nghĩa là to warn là cảnh báo, cảnh báo. To warn, to hurt someone, hurt là gây thương tích ha cảnh báo mà cảnh báo gây thương tích cho ai đó có nghĩa là đe dọa to one 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 là âm o dài ha wo War. one one to one đừng có nói lầm sang chữ want là muốn nha muốn có âm thờ. want còn này là warn to one warn, warn. to hurt someone cảnh báo sẽ gây thương tích cho ai đó có nghĩa là đe dọa là threaten, threaten to warn, to hurt someone. Cảnh báo gây thương tích cho ai đó là đe dọa. Assist in committing a crime. To help someone to break the law. Ừ. Là assist, assist là trợ giúp mà trợ giúp cái gì in committing a crime mình biết cái cụm từ commit a crime commit a crime Cry, 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 crime. Tức là M, crime, commit a crime là phạm tội đúng không? Mà assist in committing. Tại vì assist in là giới từ, in giới từ thì phía sau động từ commit phải thêm ing. Assist in committing a crime có nghĩa là trợ giúp ai đó phạm tội. Mà trợ giúp ai đó phạm tội thì trong luật pháp nó gọi là tiếp tay tiếp tay cho việc phạm tội, tiếp tay cho việc phạm tội hay là tiếp tay phạm tội đó, tiếp tay cho việc phạm tội. Phạm pháp, assist in committing a crime là tiếp tay mà tiếp tay có nghĩa là to help someone. To help someone phạm tội là break the law là mình làm sai luật đó các bạn, là break the law có nghĩa là phạm pháp, vi phạm pháp luật à uh, giống nhau commit a crime vi phạm pháp luật là commit a crime rồi right? là break the law to help someone to break the law ý là khi mình trả lời đó là mình dùng những từ tương đương khác để trả lời ý là như vậy thôi các bạn cho nên là trong tình huống bất kỳ mà nếu các bạn nghĩ ra một cái cách trả lời nào đó khác thì không sao cả miễn sao nó tương đương với cái này yeah. là assist in committing a crime to help someone to break the law ha huh? hoặc là đôi khi mình bí quá mình nói là to help someone to commit a crime thì cũng được làm mình muốn trả lời sao cũng được miễn á, miễn á là nó giống nó làm cho người ta hiểu cái cụm bên trên là là người ta nghĩ là mình hiểu. Nha các bạn ha, chứ không nhất thiết phải là những câu như thế chính xác như thế này ha, không cần ha. attempt to commit a crime to try to break the law. Uhm. attempt có nghĩa là cố gắng nỗ lực À, cố gắng nỗ lực à, mà nỗ lực làm gì? To commit a crime, nỗ lực để phạm tội. Mà nỗ lực để phạm tội có nghĩa là cố ý phạm tội chứ nữa? Cái anh đó là cố ý phạm tội, attempt, 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 papa. attempt, attempt to commit a crime là cố ý phạm tội. Là cố ý ở trên là là à, cố gắng nỗ lực thì bên dưới mình dùng to try to break the law to try to break the law. Hồi nãy tôi nói các bạn là to commit a crime, là to break the law. Thì bạn dùng cái cụm tương đương để trả lời. Ở trên attempt ở thì bên dưới là to try. Yeah, rồi. Right. Pending. Pending. Waiting to happen. Cái gì đó mà pending là đang chờ. Ha, đang chờ hay là đang chờ có nghĩa là chưa giải quyết. À, thường thường trong trên bàn người ta đó có một cái chồng hồ sơ có ba chồng hồ sơ ví dụ cái nào là à, mới đến còn cái nào là pending chưa giải quyết còn cái nào là đã giải quyết xong rồi ví dụ như done gì đó chẳng hạn thì cái cái pending á, là cái mà còn đang chờ giải quyết đang chờ xử lý à, chưa giải quyết à, pending là waiting to happen waiting to happen là đang chờ xảy ra đang chờ xảy ra có nghĩa là đang chờ được giải quyết đó mà nó nó chưa có xảy ra à, là pending pending waiting to happen pending p p p pen pending pending waiting to happen waiting to happen happen p p, -p pen spouse husband or wife spouse có bạn hỏi tôi spouse là gì mà tại sao có husband có wife rồi mà lại dùng spouse trong luật pháp đó các bạn spouse có nghĩa là một cái danh từ ám chỉ đến cái tính trung lập của cái uh cái giới ví dụ như là thay vì mình gọi husband mình gọi chính xác là người chồng mình gọi wife chính xác là người vợ thì mình gọi spouse là ám chỉ người nào cũng được là cái người đối ngẫu thôi ví dụ như bạn là nữ thì người đối ngẫu là nam còn người bạn là nam thì người đối ngẫu là nữ hay là bạn là thuộc cái giới tính thứ ba thì người đối ngẫu là người còn lại thôi chứ không có cần phân biệt nó là wife hay là husband yeah. gọi spouse là chung vợ hoặc chồng hay là người phối ngẫu gì cũng được yeah. uh, spouse Our spouse, spouse, husband or wife, husband or wife, yeah, người nào cũng được là husband or wife, husband or wife. Marital status. Whether you are married, single, divorced, or widowed. Mm. Then marital, marital, married, marital, marital, marital status, status, status. là cái tình trạng hôn nhân. Các bạn đọc cái từ này là Married, 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 Married Hoặc là Marital, Marital, theo tiếng Anh Marital Status là tình trạng Tiếng Anh đọc chữ này là Status Stay, A, Stay, Status, nhưng mà trong tiếng Mỹ người ta đọc là Sta, A, A, Sta Status, Status, hay là Status Tiếng Mỹ thì là status luôn. Marital status. Marital, marital status. Tình trạng hôn nhân. Các bạn biết tình trạng hôn nhân á, thì nó có bốn cái loại. Một là married là đã kết hôn. Đúng không? Married là đã kết hôn. Single là chưa kết hôn lần nào. Single là chưa kết hôn lần nào nha. Chưa lần nào theo luật pháp á, có nghĩa là chưa lần nào. Chứ không phải mình kết hôn xong mình ly dị thì lúc đó mình trở nên single đâu nha thì trong luật pháp á, single có nghĩa là chưa kết hôn lần nào divorced là đã ly dị divorced âm sờ tờ cuối St. divorced 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 hay là widowed we widowed Oh doed. âm cuối widowed widowed thì á đã kết hôn À, còn độc thân, cái này là đã ly dị hay là ở quá, ở quá có nghĩa là người vợ hoặc chồng của mình qua đời. Thì lúc đó đó là mình ở quá, cho nên đó là đã kết hôn rồi mà vợ hoặc chồng qua đời thì nó có cái từ riêng là widowed. Hoặc là à, ly dị có nghĩa là vợ chồng không có không có qua đời mà là ly dị thôi, có nghĩa là họ không còn kết hôn nữa thì lúc đó gọi là divorced cho nên là mình lưu ý là có bốn cái tình trạng này nha single là chưa kết hôn lần nào whether you are married, you are married, single, divorced, divorced or widowed là hoặc là bạn đang hoặc là bạn đang kết hôn hay là đang độc thân hay là đang ly dị hay là widowed whether you are, whether you are married à, nói như thế là marital status để mô tả tình trạng hôn nhân tình trạng hôn nhân có nghĩa hoặc là có nghĩa hoặc là whether là hoặc là ha, hoặc là ha, còn or là hoặc thôi or là hoặc thôi còn này là whether hoặc là cái này hoặc là cái kia ha, whether you are như thế các bạn nha marital marital status status widowed <laughs> lose one spouse through death. Ừ, widowed là các bạn, widowed. Widowed dowed dowed widowed là ở góa, ở góa nha. Lúc đó đó mình không gọi mình là single nữa nhầm là ở góa là widowed. Lose là mất, mất one spouse, mất cái người phối ngẫu. Lose one spouse. One spouse. Through through death. Through through. Mình nói chữ ru đi, ru 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 ru. ru. Nhưng mà trước đó đặt lưỡi giữa hai răng. Kéo về nó chữ ru thôi. True. Lấy cái luồng hơi nha. True. 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 Th, 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 th. Dễ thôi rồi các bạn. True. Ru. 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 True. 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 true death. Death. Âm cuối đưa lưỡi vào giữa hai răng. Death. 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 Lose one spouse. Lose one spouse. Through death through death là widowed là ở quá divorced legally stop being married ừ, là đã ly hôn divorced âm sờ tờ cuối tại vì thêm đi vào đây nó biến thành âm tờ là sờ tờ divorced divorced còn động từ divorce âm xì cuối nha là ly dị là ly dị thôi còn này là đã ly dị là đang dùng động từ divorce ở cột thứ ba là divorced đã ly dị đã ly hôn, legally stop being married là stop being married mà là legally à, thì là ngừng ngừng hôn nhân chấm dứt tình trạng hôn nhân một cách hợp pháp chấm dứt tình trạng hôn nhân một cách hợp pháp gọi là ly dị legally stop being stop being married Tại sao sau stop thì động từ to be lại là thêm minh? Tại vì stop phía sau là stop doing something. Thì một cái động từ bất kỳ phải thêm minh. Thì để động từ to be thêm minh là phải dùng nguyên mẫu và thêm minh vào là stop being. Nhưng mà tại sao dùng động từ to be ở đây? Là tại vì phía sau mình muốn dùng một cái tính từ. Mà muốn dùng một tính từ hay là một danh từ thì phải có động từ to be thôi. Mà có động từ to be vào đây thì phải đưa nó về nguyên mẫu và thêm minh như vậy thôi các bạn stop being married legally stop being married là divorced single not married now and never married before ừ, đó này ha single định nghĩa theo pháp luật nha single là not married now là hiện thời không có kết hôn Hiện thời không có kết hôn. And never married before. And never married before. Và trước đây cũng chưa từng kết hôn. Mới gọi là single nha. Cái người single có nghĩa là trắng hoàn toàn. Nha các bạn ha. Not married now. And never married before. Married. Âm cuối làm đờ. Married. Married. Not married now. And never married before. Là single. Ừ. Serve to work. serve, or, sir, serve, serve Vờ vờ. serve. Người ta nói không rơi âm vờ xuống đầu. Serve. serve. Đừng đọc là serve, đừng đọc như thế mà là serve. 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 Tại vì tôi rút lưỡi về nó tự nhiên cái rơi chữ vờ xuống thôi ha chứ không cố tình. Serve. là phục vụ. Phục vụ có nghĩa là to work. Mình nói mình phục vụ trong quân đội có nghĩa là mình làm việc trong quân đội đấy là to work. To serve to work, work, serve, work, làm việc ha. Sealed, enclosed. Sealed là niêm phong, niêm phong có nghĩa là bịt kín lại, đóng kín lại. Sealed, à, âm cuối là âm đờ nha, là được mà, bị mà. Sealed, seal, seal, âm l là âm o. sealed, sealed. 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 Thì lúc này nè, nó đồng nghĩa với là enclosed. Enclosed. Âm cuối là âm giờ Enclosed. 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 Nó cũng là được bịt kín lại. Thì sealed, được niêm phong được bịt kín. Enclosed cũng là được bịt kín. nha, à, nghĩa của nó có nghĩa là nhiều nhiều từ quá một. 130 từ. Cho nên là nó cũng sẽ gây khó cho chúng ta đấy. Sealed. Enclosed. Expunged, cleared, removed. Rồi, có hai cái um, uh, từ bên trên mà từ ở dạng cột thứ ba có nghĩa là bị ha, bị có nghĩa là một cái tài liệu gì đó uh, bị mà expunge, expunged, 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 hay là cleared, 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 cleared expanded, expunged, expunged cleared thì lúc đó, đó là nó bị tẩy xóa, nó bị xóa trắng hoặc là nó bị tẩy tẩy sạch, ha, xóa bị tẩy xóa tẩy thì lúc đó là nó bị removed, removed, removed. Các bạn biết người ta còn hỏi mình cái động cái remove này nè là nó còn có nghĩa là bị trục xuất nữa đó nha, ha bị trục xuất. À, rồi nhưng mà cái nghĩa của expunged là hay là cleared nó cũng đồng nghĩa với lại removed nhưng mà trong cái tình huống mà đang nói về nhập tịch đó thì nó cũng removed là bị trục xuất còn này đang nói đến giấy tờ đồ này kia đó các bạn expunged hay là cleared cleared à là removed bị tẩy xóa bị loại bỏ disclose the information to reveal the information uhm. Là disclose, disclose the information, disclose the information, information, disclose the information là tiết lộ thông tin, tiết lộ có nghĩa là reveal, là tiết lộ, to reveal the information, reveal the information, thì hai cái động từ tương đương disclose với lại reveal giống nhau ha, Ở phía sau là the information hết, reveal the information to disclose the information tiết lộ thông tin người ta hỏi disclose là mình biết là review rồi uh, the information DUI 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 Driving under influence. Driving under influence. Cái DUI á, là trong luật pháp nó dùng cái cụm đó luôn rồi. Nó viết tắt mà DUI là viết tắt của ba từ là driving under influence. Người ta muốn hỏi mình biết ba cái từ viết tắt đó không? DUI, 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 DUI đừng đọc là đuôi đuôi nha, không có. DUI là driving, drive, 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 the drive drive, 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 driving, driving under influence, influence, influence. Driving under influence là lái xe trong lúc say xỉn, lái xe trong lúc bị ảnh hưởng bởi rượu bia hay là chất ma túy. Kể cả chất ma túy thì cũng là under influence luôn nha. Cũng cũng bị vô cái trường hợp là DUI luôn. Ha. DUI, mình nói ba cái từ này thôi là nó ra cái DUI. Obtain. To get something obtain obtain có nghĩa là đạt được cái gì đó obtain, ob, 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 obtain a t, 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 t a obtain obtain, obtain obtain là to get something là có được cái gì đó là đạt được cái gì đó là obtain to get something obtain to get something stationed A soldier stays in one place for some time as part of their job. Ừ, stationed là đóng quân, đóng quân ha, đóng quân. Thì đóng quân có nghĩa là um, một người lính mà đóng quân ở đâu có nghĩa là một cái người lính đó ở cái nơi đó là a soldier, soldier, ger, soldier stays. Một người lính cho nên động từ stays phải thêm s. Stays in one place. In one place, ở tại một nơi For some time Một khoảng thời gian For some time Some time, hai chữ viết rời Mới có nghĩa là một khoảng thời gian nha Còn some time viết liền là một lúc nào đó thôi Còn sometimes mà có s đó là thỉnh thoảng Cho nên nó ba cách lận Some time, một khoảng thời gian As part of their job As part of As part of As part of As part of As part of, As part of. As part of. As part of. As part of, nói rời ra luôn cũng được. As part of their job. Their, their job. J, j, job. As part of their job. A soldier stays in one place for some time. In one place for some time. As part of their job. As part of, as part of their job. Là stationed. Là đóng quân. Đóng quân. Đóng quân ha. Avoid being drafted. To prevent from being selected for the US armed forces. Ừ. Cái hồi nãy mình học cái danh từ draft là lệnh tòng quân mà cái uh, danh từ đó các bạn uh, là uh, draft là gọi tòng quân luôn đó ha. Mà avoid being drafted. Avoid being drafted là tránh tránh bị tòng quân hay là tránh bị gọi nhập ngũ tránh bị gọi nhập ngũ động từ avoid doing something là tránh làm cái gì đó avoid doing nha cho nên động từ phải thêm in cho nên phía sau này dùng động từ to be thì thêm in vào là being muốn thêm in vào động từ to be thì phải đưa nó về góc là be rồi thêm in là being nha? mà tại sao lại dùng động từ to be ở đây tại vì dùng ở bị động bị động các bạn to be drafted là bị gọi tầm quân ha hay là được gọi nhập ngũ là gọi đã cho nên động từ draft dùng ở cột 3 là bị gọi đó thì lúc trước phải trước nó phải dùng động từ to be mà động từ to be đi sau động từ avoid cho nên nó phải là being uhm, là avoid being drafted là tránh bị gọi nhập ngũ tránh bị gọi tòng quân cái đó là có phạm pháp không các bạn có nha là to prevent là để ngăn ngừa from being selected để tránh tránh hoặc là ngăn ngừa để tránh uh, prevent from doing something là tránh làm cái gì đó ha để tránh uh, bị tránh bị chọn tránh được chọn ha prevent from being selected à, động từ select là chọn đúng không mà ở đây là bị chọn tránh để bị chọn như hồi nãy, hồi nãy tôi giải thích nè các bạn động từ select là chọn mà động từ to be đi phía trước nó có nghĩa là dùng ở bị động là tránh bị chọn uhm for the US armed forces uh, để gia nhập vào uh, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. for the US armed forces, yeah. tránh bị chọn. Thì ở đây coi, tránh bị chọn vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, tránh bị chọn vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ là to avoid being drafted, 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 to prevent, prevent from being selected to prevent from being selected for the US armed forces for the US armed forces tránh bị gọi tránh được bị chọn tham gia vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ Club like a group of people with a common purpose or interest like như là chẳng hạn như là like a group of people như là một cái nhóm người à, with a common purpose with pur 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 purpose pur pur purpose pur purpose. Pur purpose with a Common purpose như là một nhóm người đích một cái mục đích chung common là chung, yeah. common purpose là mục đích chung. Yeah, lúc này mục đích là từ chính Mà common là tính từ bổ nghĩa cho nó Là mục đích gì? Mục đích chung Or interest Thì cái purpose or interest này là hai danh từ Hoặc là cái này hoặc cái kia Có cùng một mục đích Hoặc là có cùng một cái sở thích à, Sở thích chung à, Mục đích chung Đó các bạn Like a group of people With a common purpose or interests Từ này đọc là interest int, t, âm, đọc chữ int, có âm thờ đi, int, int, được không rồi. tiếp theo á là, rest, rest, 呃, r, r, rest, 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 int, rest, int, rest. hai âm tiết đó, nói lại với nhau, interest, interest. interest đọc nhanh cái tự động cái am tờ nó nối với cái am r nó tạo thành giống như chữ tr r Việt Nam nhưng mà không phải interest. 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 interest 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 purpose purpose common purpose or interests là club traffic violation mm. any moving violation such as speeding or making an illegal u turn mm. traffic violation traffic traffic violation. Động từ violate là vi phạm. Còn này violation, violation, violation là sự vi phạm mà vi phạm cái gì? Traffic là sự vi phạm giao thông. Thì lúc này mình giải thích á any moving violation là bất kỳ sự vi phạm về việc di chuyển nào. À, any moving violation suggests suggests speeding suggest speeding chẳng hạn như là vượt tốc độ, chạy quá tốc độ or making an illegal U-turn to make a U-turn, make a U-turn có nghĩa là quay đầu mà là illegal U-turn là quay đầu xe à, không đúng luật, à, quay đầu xe ở nơi không được phép quay đầu chẳng hạn là to make a, an illegal U-turn, to make an illegal U-turn. Make a U-turn là được rồi, là quay đầu xe rồi. Ha. Yeah. Nhưng mà illegal là quay đầu xe bất hợp pháp. Đó. Có nghĩa là đây có hai tội thôi ha. Yeah. Such as speeding, speeding, speeding là chạy xe quá tốc độ or making an illegal U-turn. U, U-turn. Yeah. Là traffic violation. Traffic violation. Rape. Cuối cùng, To force someone to have sex. Rồi, rape, rape, rape là hãm hiếp. À, đang nói những cái hành vi mà cưỡng hiếp người phụ nữ đó các bạn. Là to force someone, to force someone to have sex. To force someone to have sex. Là buộc ai đó, quan hệ tình dục ha. Là rape, rape, rape. Cái này nặng rồi nha. À, to force someone to have sex. Rape rồi đến từ cuối cùng trong 130 từ what min rồi đó các bạn có nghĩa là khi các bạn học năm cái bài này ha, tổng cộng 130 từ what min tôi sẽ chuyển đến một cái bài nơi đó tôi có câu hỏi à trong cái form N400 và sau mỗi câu có cái phần câu hỏi whamin và kèm câu trả lời cho các bạn luôn nha. Cho nên là các bạn cố gắng học 130 từ này rồi tôi hẹn với các bạn một cái bài mà tổng hợp lại à, trong phần N400 và đồng kèm với các câu whamin này luôn nha. Rồi chúc các bạn thành công. Bây giờ cho các bạn nghe lại từ đầu đến cuối nha. Probation. Sự tạm tha có theo dõi? Thời gian thử thách. A time someone gets out of prison early but is required to report to the police regularly. Thời điểm Controlled substances. Các chất được kiểm soát. Legal drugs that can be bought with a prescription but with restrictions. các loại thuốc hợp pháp có thể được mua theo toa với số lượng có hạn procure mua dâm to find someone for sex tìm người để quan hệ tình dục dependent người phụ thuộc a person who is relying on another person financially người đang lệ thuộc vào người khác về mặt tài chính admission into the u.s nhập cảnh vào hoa kỳ the right to enter the u.s quyền nhập cảnh vào hoa kỳ deportation proceedings thủ tục trục xuất process to removing a person quy trình trục xuất một người Give up. Bỏ cuộc. To quit. Bỏ cuộc. Country of nationality. Quốc gia bạn đang mang quốc tịch. The country where you are currently a citizen or national. Quốc gia nơi bạn hiện là công dân hoặc có quốc tịch. Fail. Rớt, thất bại. Not to pass. không đậu, không được vượt qua. National origin. Nguồn gốc của bạn. Where you're originally from. Nguồn gốc của bạn là từ nước nào. Threaten. đe dọa. To warn to hurt someone. cảnh báo sẽ gây thương tích cho ai đó. assist in committing a crime tiếp tay cho việc phạm pháp to help someone to break the law giúp ai đó vi phạm pháp luật attempt to commit a crime cố ý phạm tội to try to break the law cố gắng thực hiện hành động phạm luật pending chưa giải quyết đang chờ xử lý.waiting to happen đang chờ xảy ra.spouse vợ chồng người phối ngẫu husband or wife chồng hoặc vợ marital status tình trạng hôn nhân Whether you are married, single, divorced, or widowed. bạn đã kết hôn, độc thân, ly hôn, hay ở quá? Widowed. ở quá? Lose one spouse through death. Mất đi người phối ngẫu của mình vì cái chết. Divorced. đã ly hôn legally stop being married. chấm dứt tình trạng kết hôn một cách hợp pháp. single. độc thân. Not married now and never married before. Chưa kết hôn ở thời điểm hiện tại và chưa bao giờ kết hôn trước đây. serve. phục vụ. to work làm việc sealed bịt kín được niêm phong enclosed được bịt kín expunged cleared đã bị xóa, bị tẩy sạch removed bị loại bỏ disclose the information tiết lộ thông tin To reveal the information. tiết lộ thông tin DIY Lái xe trong lúc say xỉn Driving under influence. Lái xe trong lúc bị ảnh hưởng bởi bia rượu hay ma túy. Obtain Đạt được To get something. có được thứ gì đó. Stationed. đóng quân. A soldier stays in one place for some time as part of their job. người lính ở lại một nơi trong một thời gian, như một phần công việc của họ. Avoid being drafted. tránh bị tòng quân, tránh bị gọi nhập ngũ. To prevent from being selected for the U.S. Armed Forces. tránh bị chọn vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Club. Câu lạc bộ. Like a group of people with a common purpose or interest. Giống như một nhóm người có chung mục đích hoặc sở thích. Traffic violation. Vi phạm giao thông. Any moving violation, such as speeding, or making an illegal U-turn. Bất kỳ vi phạm giao thông nào, chẳng hạn như chạy quá tốc độ, hoặc quay đầu xe trái phép. Rape. Hãm hiếp. To force someone to have sex. Buộc ai đó quan hệ tình dục.